gì hết vậy? Mình muốn vô đây chứ mấy đứa. Còn nó vào được nữa. Nằm đi. Rồi em chào cả nhà nha. Thì tiếp tục thưởng bát vừa vẽ cả nhà ơi. Quên ta. Rút bơi kéo vỏ tới lấy miệng pin trong cái ba lô bên. Mới quay hết pin nữa. Rồi sáng giờ mấy anh em đi nha cả nhà. Rồi cả nhà đi theo em nha. Em vừa bắt cây tỏ người dễ nha cả nhà. Qua đây. Lúc với anh vào thì ngồi ngoài tại nay em đi em có một bộ đồ cả nhà. Thôi cho ông vẽ nhẹ thuận lợi xíu nữa là cái tư thường rồi. Cách cái tổ ông chừng hai bước chân thì thường thường cả nhà mình đi nói hai bước chân là cô chú anh chị mình biết nó hai bước chân là gần hay xa rồi. Xíu nữa thôi là nó tình cảm với thần rồi. Nó trao những cái nụ mũi chim yêu thương rồi. Hơn hên điện mắt lao lia lao lia chia đi cắm đậu đất không rồi banh sát như nó rồi cả nhà. Lùm cây ngon quá mọc mặt nó không về cả nhà. Nãy như thì tính chu qua đúng rồi chỗ này đúng rồi cả nhà. Kéo cái áo lên vô thường bắt cái cả nhà xem nha. Chỗ này thì hai ổ thử bắt xong ở này thì ra thử bắt cái ổ ngoài xuồng luôn nên là tự gặp được hai ổ một chỗ nữa cho cả nhà. Đây cả nhà cái ông này thì bị sát đó nó đang ngủ hồi nãy tự mang vô nó thì chạy suốt quần luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia kìa. Phải dụ cái đó ông để đi xem hoài vậy nó mới được. Con này dữ thiệt chứ. Con đua không? Con quất hay sao? Ôi hai ba con luôn, đi vô đi, vô vô đi. Ba con rồi. Đu gì vậy? Chết chưa? Chết chưa? Đâu rồi, mất hết hả? Gì vậy? Mình muốn nó đây chứ mấy đụng nó đấy. Còn có nha, vào đừng nha. Anh nằm yên đi. Vô. Còn bu anh hay gì anh Đúc? Ừ. Chơi. Con còn bu á. Đặng anh Đúc phải không? Không. Còn không? Quýnh nó nghe nó bay đi rồi. Nằm đưa cái đít ra. Đi chưa? Rồi. Không chưa? Dây. Đi chưa? Bay rồi, bay rồi. Có bị đánh không? Không. Rồi một kẹn luôn sao rồi. Chui vô chui vô bọn ác. Hút. Chơi. Mưa bánh còn té trong rồi kìa. Đâu rồi? Té nó bay vô lại. Có. Chạy đi, đi đây. Đây có con bây giờ nữa đó. Có con bây giờ mới. Đi rồi. Bỏ anh vào đi, lên đây anh vào ơi. Gì? Đi lên trước đi cho thằng Hưng lấy ổ bằng nó đâu. Đi. Đi hướng nào? Đi tới luôn ơi, xui. Quá trời đã. Anh tắt liều hết rồi. Ừ, đó.
tính ngồi thở một cái mới đi mà không được thở nữa. Quá trời nó dí, nãy giờ dí chốn như lùm chú bò luôn. Tôi dạo với đút đi hả? Thận bắt thêm một ổ ở đây nữa nha cả nhà. Ổ ông này thì nó dữ quá, cái nút chân vào hai người chui vô trong cái lùm trốn luôn, vào thì chui vô làm đưa cái đít ra, vào nói thà quýnh đâu quýnh cái đít nhiều quýnh chứ không quýnh được cái mặt, không đúng cái mặt. Vừa có ông cả nhà, quá khủng khủng khiếp luôn cả nhà ơi, trời ơi bán hết ngồi la làng phải rồi. Nãy đây cả nhà, trời ơi hết biết câu không đi ơi. Đi đi. Quá trời quá. Hết biết bự. Nó thấy mà nút lo lạng không nha. Cái đi rồi quay tiếp cho các anh xem nha. Đây, tổ ong nè,
nút nút mở lên giùm em coi, mở lên trên quà hơi vào anh cầm thử, ôi anh cầm thử anh đón thử coi không mấy ký. Đây nữa cả nhà, hai tổ vừa bắt ra nè, hai nút bỏ bỏ này trả luôn đó, thành quả hai ổ này cả nhà, hai ổ kế bên luôn nha. Thêm con ráo lục đuôi đỏ nữa, phò ri thêm con ráo lục đuôi đỏ nữa mà em không lấy. Mấy ký đâu? Ổ này cũng từ 3 ký có. Sao 3 ký nãy á? 3 ký nạc á. Ôi ơi trời. Còn cái xương này không 4 ký mấy có. Lú lên thấy là hết hồn liền mình. Không không không. Cái nó còn bay ngoài. Cái đi. Nó hết chích mình là được rồi. Quả trời đã có không thì chứ. Hết sức đâu không? Vào mà bơm ơ mà muốn không hết luôn nè. Nhai như kẹt 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 cho nó. Ủa chụp mà. Qua trời đã. Thiếu ánh sáng. Không, không có okay. Vẫn công vẫn đẹp nha. Chụp lại tấm chân dung nó bấm lên chân dung đó. Ờ. Đúng rồi. Này nó trong hơn nè. Hai tấm này đi. Sắc này rồi. Hơn. Ừ, rồi. Rồi xuống thùng. Tiếp tục lên đường cả nhà ơi, quả đã luôn cả nhà ơi, thì mấy anh em cũng gặp thêm được tổ ông vừa vẽ nữa cả nhà, anh Út Vinh vào lên bờ hai ông trốn tiếp chạy cho nó lẹ anh vợ anh trốn anh đưa đít ra, ví dụ nó quýnh vô cái đít sao vào thục đít rồi anh chơi trốn giấu mặt hả. Đây đựng được anh với anh vào nhảy xong rồi lúc được rồi giờ thằng lên thằng bưng đồ cái giờ thằng bắt nha cái nè để lúc lên cầm mấy quầy mẹ mình ra ông nãy cái ông mà ông nhỏ nó dữ ghê luôn ra tới đó mà còn đuôi theo đu mà với hai người nữa chứ phải thôi nó dữ tính ra nó dữ dữ nó lạnh rồi chứ nhỏ mà nó hung hăng thiệt à, cuối cùng là bị ông con bự chích. Mình chắc đóng chào cái này. Ơi, ơi. Mình chưa đi tới mà nó mùi cây.
lên. Bắp. Thấp quá. Này xuống lên còn quay này nữa. Con kia nó bay đi. Quay lại đây. Quay vòng, quay vòng. Dỡ hai tay lên đây. Rồi hết. Cái màu là biết lấy rồi, nó sát đó. Bự quá, bự luôn. Ôi, nó bự chứ đâu có nhỏ đâu. Ướt. Hai bậc con luôn. Đâu vậy? Sao hôm nay kỳ ta? Nhảy liền hết luôn. Chứ nó bay hai ba con luôn đứng đó. Lỡ quýnh mũi rồi, quýnh thêm mũi nữa có sao. Thôi, đang đau lắm. Từ từ nó quen đúng không? Đúng rồi. Để em nói anh rồi. Ơ, với bộ đồ còn con kìa, với hán kìa, với hán kìa. Hết chuyện chui vô hán người ta. Sáng mình đi mình nhớ mình cũng có cúng đàng hoàng lắm mà ta. Chắc bà giỡn á. Tính ra mình thấy con ong á, cây kim nó có chiếu à mà anh sợ. Trong khi đó anh giác cây kim của anh đi chích người ta. Tại vì chích ai hết trơn à. Kim thì chích sướng. Ừ. Kim thì chích đau. Đây cả nhà. Thành quả đây cả nhà. Đái ướt hết trơn. Tổ này thì nó lớn nhưng mà có cái làm sát đất nhộng thì nó không có đẹp cả nha. Cái nhộng mà biết làm sát đất thì chúa gì kìa. Chúa. Hai tay. Hai tay. Đóng tè lấy ra để trời đóng gì ngộ vậy. Ừ. Rồi tiếp tục tụi em lên đường nha cả nhà. Cả nhà. Bao tay thu đập bóp mấy con này em tôi cái xuống. Đi với anh em nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, giờ thì cũng chiều rồi đó cả nhà. Mà mấy anh em thì cũng gặp tiếp được rồi. Rút lui. Ở này bự lắm cả nhà. Chèo đứng đã lắm. Để em ấy cái xong cái em để cho anh cậu cái bồn mật cả nhà. Không biết phải bồn mật không hay là cái cây nữa. Nó phù em cũng không biết nữa. Em lên trở luôn, quên cái rồi tới anh. Mình thả xuống cho anh à. Quá trời cái đồng mặt anh vào hết thân rồi. Anh vào, anh vào đem cái máy quay của anh qua đây nè anh vào. Điện ánh sáng nè. Ôi cả nhà xem cái tổ ong kìa. Quá trời đã. Ủa cả nhà. Kèo đứng này không mặt không. Anh vào quẹt. Đứng đây anh cầm luôn cái hối đi. Nhưng mà anh chừng này em kêu anh thầy dậu ơi, chiên ép là anh chiên liền nha. Trái chưa? Trái hồn sao thấy im ru danh dập. Không ăn quá đã luôn cô chú chị ạ. Quay cái tổ ong cho mọi người xem nè. Thôi nhiều rồi. Hết biết cái tổ ong chưa cả nhà. Chị nghe mình vào ơi. Dữ lắm này. Dữ lắm này. Ôi nó đánh. Dương có bị đánh không chào? Dây. Đánh em chào. Quá trời đánh này.
Trời ơi anh giàu ơi. Có quẹt đâu? Quẹt lấy đứa anh rồi. Lấy ra, ba lấy ra. Để cái bó khói xuống đất á. Đốt khói mới được anh ơi, hồi này dữ quá rồi. Chết em nhừ cái tay luôn rồi. Cháy không? Dê Dưới có đánh hay không? Có. Tá lạ từ ngã để sau lưng á, để qua qua sau lưng cái. Cú này bình thiên luôn cả nhà. Trời ơi, hỏi sao vậy nó không giữ. Vậy chưa? Để cho em mượn khói cái, đưa chưa đưa chưa. Hả? Cú này lỗ mũi luôn hả? Quá trời ơi, nhìn dữ cả nhà. Tại vì anh vào anh vô ảnh thì đi theo thì vô khi mấy tổ ong vậy nè. Bởi mà cái bộ đồ của em năm rồi thì dạ. Nó rách rồi. Cái giờ phải bắt à, ảnh chịu đấm ăn sôi vậy đó. Vô ảnh hồi vô cái nè. Ôi ôi. Ôi ôi khói gì coi. Ôi ôi cái nhà ôi cái đồng mặt thôi 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 ôi đã chưa nhà thấy ông này ok không cái hai mấy bà lít cả nhà mặt giữa nha đây cả nhà đồng mặt giữa quá trời đã luôn. Cái nó quay vô hơn vào được mấy chuyện cái mấy hả nè đi quay lên nha quay lên cho nó rõ ràng cái đi cho nó đẹp cái cho mọi người xem cho đẹp hả cả nhà. Ôi rồi anh chơi nè ngọt khối luôn hả vậy mà anh em mình còn bị quýnh nữa thấy không khối cỡ đó đâu mà còn hả bấy nhạy luôn á. Lỗ này thì Thịnh xeo khác lỗ nữa nha cái nhà. Wow, mà chạy dữ vậy. Chị lắm hả? Wow, nó chạy mặt ôi. Ôi ôi bậy rồi. Ôi ôi. Tại nó bị phấn nha. Em ơi. Rồi rớt cái mọc ơi. Không biết sao cắt nữa nè. Thì cái lò nó vô có được không nghe đây. Không mình xét lỗ. Hơi khó khăn một chút. Chú qua luôn. Lỗ mình xét lỗ đây nha. Tại mình muốn giữ lại cái ổ ong á. Cắt lõm như vậy mới được. Ra đi cả. Ra đi. Sao thả cho ra cứ chui vô cái bạc quại ta. Ôi quá khói luôn mà vẫn đánh là đánh
Ui đã cả nhà ơi, thật dày sọc luôn. Còn phấn ít này cả nhà, để xuống thận lọc ra nha. Vào cầm cái vịt mặt như vậy, em xử lý cái ông này lại. Ê, cái sừng lũng thì đó, em sợ là sợ lũng đó, em xử lý cái ông này lại cả nhà. Cả nhà thấy không, phấn quá trời luôn. Bây giờ sửa kêu sao ta, biết cắt bỏ luôn, ngon quá. Kệ đi cả nhà, bây giờ thằng sữa này chắc sợ nó cũng rớt. Không biết nghiên cứu luôn nè cả nhà. Thôi bây giờ thường để đại luôn đi, chứ thường sửa thì sợ nó rớt cả nhà. Rớt thì u ông uổng. Thường để thường dưỡng mà. Ừ, để đi, em múc nước lên chế. Đây em thử múc bình nước lên thử chế cái đống khói này nha. Để phòng hai cái gì đó, chết cha rồi. Gì ạ? Con cây gai đâm vô rồi. Có này hả? Ừ. Kệ đi, để đem lại. Để gì luôn, nó rút ra chảy sao. Hết bộ luôn. Còn ở mày nè. Đi ra ngoài đây đi. Đi ra ngoài đi, em sửa lại. Đi ra đây đi. Rồi em cũng xong rồi, cái mọc nó bị ra. Thấy rồi. Dừ. Phấn. Đây hình gặp kìa. Đi con kia kìa. Mọc này cả nha. Cắt dôi luôn. Quá trời đã. Đó. Bỏ bịch này luôn nha cả nhà. Đấy, dính được phẩm đây. Còn phấn quá. Dạ ăn không? Luôn. Ăn thử miếng này. Ngon. Phấn béo mà ngọt nữa hơn dầu. Béo ngọt thơm. Nó coi nha, thấy sạch nha. Rồi cả nhà, thì mấy anh em cũng vừa về tới nhà này cả nhà, quay cái thành quả cho cô chú chị được xem. Gao nè, có gao nữa. Này bỏ đi, nó quay hết rồi, còn con cái để nó chua. Dạ lá đỡ em kìa. Đây đây, chìm mẹ bịch ông dễ trước đây. Ê, còn cái máy quay của anh Dậu. Ủa cái chân hay là cái máy vậy? Tưởng là cái máy chứ. Cái này lục đã luôn, thằng Thuận ơi. Ông già không nhiều vậy.
lấy giùm em cái đây rồi đã, chắc cũng cỡ 3-4 lít đây cả nhà, quá trời đã dàn hối luôn. Ấy da, có gì vậy, nó lại đây có sao, nó lại chơi có này là cả đời cũng thế. Ủa Phúc, lấy em cậu thịnh cái cần nha Phúc. À, sau lưng con cái Phúc. Cái gì đó. Thế không, chỉ có nhà anh Kim thôi đó. Con Tâm ơi. Trời ơi, 6 cơ em. 5 ký 9. Ôi, ôi mèo. Dì ai ơi. Ôi đàn. Dì ai ơi. Hai chứ chị. Thành quả hôm nay nha cả nhà. Ai.